Thưa quý vị, thưa các bạn, khối u diệp thể là một loại u hiếm ở vú, chỉ chiếm khoảng 1% và phát triển trong các mô liên kết của vú. Theo các chuyên gia y tế thì 90% các khối u diệp thể ở vú không phải là ung thư. U diệp thể có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở phụ nữ tuổi 40. Chuyên mục sức khỏe và cuộc sống hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khối u diệp thể ở vú để biết cách phòng và điều trị hiệu quả. Và đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tức y tế và đời sống. Số liệu giám sát dinh dưỡng trong nhiều năm gần đây cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, thể nhẹ cân là 14,5%, thể thấp còi 24,9%, thể gầy còm 6,8% và thừa cân béo phì 4,8%. Các nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng không hợp lý và chất lượng thực phẩm kém giữ vai trò then chốt khiến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ được cải thiện một cách chậm chạp. Để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe của cộng đồng, các chuyên gia đều cho rằng người dân cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn hàng ngày, cụ thể là thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc thực phẩm và nuôi dưỡng trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, không nên cho trẻ ăn dặm quá sớm. Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh sự phát triển của y học hiện đại, ngành y học cổ truyền của tỉnh đã góp phần quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, thì hội đông y cấp cơ sở hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, từ đó có những hạn chế đối với nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Trụ sở Hội Đông y huyện Nghĩa Hưng cơ sở vật chất trang thiết bị tại trụ sở thiếu rất nhiều so với yêu cầu khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y của một cơ sở cấp huyện. Theo lãnh đạo của Hội Đông y huyện Nghĩa Hưng cho biết, mặc dù hội có đến 18 chi hội với 62 hội viên, 39 cơ sở hành nghề tư nhân, mỗi năm khám chữa bệnh cho hơn 50.000 lượt bệnh nhân, nhưng khoảng vài năm trở lại đây, hoạt động của hội khá lỏng lẻo do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị còn thiếu. Hơn nữa, kinh phí phục vụ cho các hoạt động của hội quá hạn hẹp. Chính vì vậy, hiệu quả hoạt động của các hội viên không cao. Nó cũng tồn tại và khó khăn, có rất nhiều những cái khó khăn. Bây giờ là cái cơ chế thị trường, là thuốc thì thuốc nam thì tràn lan. Rồi những thuốc trôi nổi, ông lang và mấy về các hội cũng nhiều. Rồi cái thực phẩm chức năng của những người, tức là tư vấn sức khỏe cho chức năng hoạt động cái thực phẩm đa cấp, tức là cũng về các địa phương cũng rất là nhiều, nên là cũng ảnh hưởng lớn đến cái công tác hoạt động của hội. Từ thực tế trên cho thấy việc phát triển nền đông y ở các huyện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, một số địa phương chưa quan tâm thường xuyên và đúng mức đối với hoạt động của hội đông y cơ sở, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn. Việc đầu tư cho y học cổ truyền còn quá thấp so với y học hiện đại. Việc triển khai thực hiện chế độ thanh toán bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân điều trị bằng đông y còn nhiều bất cập. Đặc biệt, công tác quy hoạch vùng nguyên liệu trồng cây thuốc nam hầu như chưa được triển khai thực hiện tại các cơ sở. Để củng cố phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các tuyến cơ sở, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, có các chính sách cụ thể tới các cấp hội từ huyện xuống xã. Đặc biệt, khuyến khích phát triển người dân trồng các loại dược liệu để đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền. Đồng thời tăng cường vai trò của Hội Đông y cấp huyện nhằm tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong việc bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Khối u diệp thể là một loại u hiếm ở vú, chỉ chiếm khoảng 1%. Phát triển trong các mô liên kết của vú, bao gồm các mô và dây chằng bao quanh các ống dẫn mạch máu và các mạch bạch huyết. Thật ra, đây là một loại u lành. U diệp thể cũng rất dễ nhầm lẫn với tình trạng u xơ tuyến vú. Nhưng khối u diệp thể thường phát triển nhanh hơn và có xu hướng gặp ở phụ nữ lớn tuổi. 90% các khối u diệp thể ở vú không phải là ung thư. Do đó, chúng thường không lan ra bên ngoài vú. Tuy nhiên, chúng có thể phát triển nhanh chóng. Một số khối u diệp thể nằm giữa ngưỡng lành tính và ác tính. Những chị em bị một tình trạng di truyền hiếm gặp, được gọi là hội chứng Li-Fraumeni, có nhiều khả năng phát triển loại u này hơn. Khi phát hiện, thấy điều bất thường nên đi khám ngay để tránh bệnh nặng hơn về sau.
Kính thưa quý vị và các bạn, u diệp thể là một dạng bệnh lý thuộc tuyến vú, diễn tiến chậm, đa số là lành tính và chẩn đoán tương đối dễ dàng. Và ngày hôm nay để hiểu hơn về u diệp thể thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Trần Nhật Tiến đến từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Xin kính chào bác sĩ. Kính chào quý vị. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì u diệp thể là gì và những đối tượng nào thì có thể dễ mắc u diệp thể ạ? U diệp thể thì phải nói là một cái u ở tuyến vú mang tính chất là lành. Gọi là u diệp thể là vì cái tế bào u đó là khi xét nghiệm ấy, là nhìn thấy nó giống như cái lá. Và đối với u diệp thể thì phần lớn là u lành, gặp ở những cái độ tuổi phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi. Cho nên là cái việc mà khám thường xuyên hay là thấy có cái u ở tuyến vú của mình thì phụ nữ phải đi khám ngay. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì trong đa số là u lành, nhưng mà nó cũng có những cái tỷ lệ ác tính nhất định. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân và triệu chứng của u diệp thể là gì ạ? Nói chung là những cái u vú của người phụ nữ nó có rất nhiều các nguyên nhân, nhưng mà những nguyên nhân chính trong u diệp thể là ví dụ như bị chấn thương. Ví dụ người phụ nữ bị chấn thương ở vùng ngực vì một lý do gì đó. Một yếu tố nữa là nội tiết. Cái hormone nữ ở trong người phụ nữ nó rất là cao. Đấy. Thì nó sẽ gây ra những cái bướu diệp thể này. Ví dụ như ở người phụ nữ mà mang thai hay là người phụ nữ sinh đẻ thì là nó hay bị cái u diệp thể. Đấy. Hoặc là ở những cái người trẻ tuổi mà phát triển nó mang tính chất là quá nhanh thì nó cũng dễ xuất hiện những cái u diệp thể. Nhất là vấn đề là môi trường, hóa chất, các chất độc ở trong không khí, các cái chất thải ở trong nước là những cái môi trường nó nhiễm độc thì nó cũng gây nên những cái tác động làm cho cái u diệp thể nó phát triển. Dạ thưa bác sĩ, u diệp thể thì nó khá khó chẩn đoán vì nó khá giống với u xơ vú. Vậy thì những cái phương pháp nào để mình phát hiện được u diệp thể ạ? Thứ nhất là u diệp thể nó gần như giống với u xơ vú. Nó chỉ có thể phân biệt được bằng cách là khi lấy cái u đó ra để mà xét nghiệm thì mới biết là u diệp thể là nó có hình lá. Còn tế bào u xơ vú thì nó tròn. Có một số biện pháp để chẩn đoán. Thứ nhất là trước hết là khám thì triệu chứng của cái u diệp thể là nó tròn nhẵn và thường là ở ngay dưới da, không đau và khối u phát triển khá nhanh. Còn u xơ vú thì phát triển không nhanh như vậy. Đấy. Thứ hai nữa là các cái xét nghiệm siêu âm tuyến vú, chụp tuyến vú, chụp cắt lớp đều có thể rõ được cái u diệp thể. Thứ ba nữa là xét nghiệm chọc hút tế bào để xử lý cái bệnh lý của u diệp thể thì chúng tôi bao giờ cũng mổ lấy cái u đó đi. Nếu là lành tính thì mổ như thế là xong. Nhưng đối với ác tính thì mổ như thế sau đó còn phải áp dụng nhiều biện pháp khác như một điều trị một ung thư vú khác. Xin cảm ơn bác sĩ đã trả lời những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây chuyên mục sức khỏe và cuộc sống tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.